Lấy đi. Ôi gãi giò nó phải bám bột rồi. Tại cái mai phải mua bột này có. Chặt. Gãi giò. Đùa của phải mà nấm không chế lại cũng được chứ không được nữa chứ. Bơ của mày. Đấy. Bơ của mày. Đi quán nó kia trong đâu. Hả? Không, thấy đây à. Đây với đây nữa. Đang bát ăn lại được không? Có gãi giò bỏ bột. Lấy đây nên mình còn lại. Lóc để anh nhỏ nhỏ. Lóc. Đây, con heo nó bị thương rồi các bạn. Nó thấy người nó nhốt quá, nó không giống đất lạ. Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay trong khu du lịch Phú Ninh thì có một con heo nó bị thương. Cho nên thì chúng ta anh em chúng tôi đi cùng bác sĩ Nguyễn Tọa để xử lý vết thương cho con heo. Anh em đang có mặt tại khu du lịch Phú Ninh thuộc công ty Hùng Cường quản lý. Phong cảnh rất là đẹp nha các bạn. Qua đây. Quảng quá mà. Thì chiều hôm qua là anh em vô để chuẩn bị xử lý nhưng mà nó chạy quá bác không được. Bây giờ nó đang nằm đây. Nốt đó, nó ra cái chân nó thì bỏ được rồi. Cái nốt đụng tay kìa. Là bỏ cái chân của nó được. Còn phía ngoài lẳng lõm luôn. Bây giờ lật lấy ma chứ. Cao lại. Cao lại, ma. Cái này cái là ổn hơn được. Thu được. Mấy tay qua hạt không biết là con tay của hắn là tay sâu. Hưu sâu à. Hưu sâu hưu lấy nhung á. Các lá nhung được không? Công ty du lịch Thành Cường là nuôi rất là nhiều động vật để tổ lên cái khung cảnh tự nhiên cho khu du lịch. Hươu, ngựa, gáo, khỉ, rất nhiều loại nhưng mà con hươu này bị không biết ai đó chặt mất cái chân của nó và đập gãy mất một chân nữa. Bây giờ bác sĩ Nguyễn Tọa bắt đầu phốm xem thử. Bác sĩ thú y Nguyễn Tọa. Mày giữ cái đầu giùm tôi. Chặn giữ cái đầu này. Giữ cái đầu cho được rồi. Tiên thuốc đi. Gãy sát cái xương ra ngoài này các bạn. Sát cái xương ra ngoài. Còn nó sao? Nó động chứ biết đòn nữa. Bố vỉ à? Em là bạn chi? Nhân sự. Bà mỏ quá. Con hươu này là cái xương rất là cứng. Bằng cứng cứ mạng. Không đấy. Nó bà mà đập gãy. Chắc có lẽ là đập gãy. Gãy đập xương được ngay. Người ta dùng cái vật nạn người ta đập vô ngay đây. Quất vô ngay đây gãy cái xương. Còn cái xương này sẽ sát ra ngoài. Cái giáo này là dấu gạt. Dấu chân chặt kìa. Chặt xuống đây này, chặt xuống cái... Chặt xuống cái chân kìa. Chặt. Tậu cơ này. Tậu, bò vết thương. Tậu. Chặt luôn rồi, mấy bò. Đó, cái do cái vết thương nó bị hở. Vết thương nó bị hở. Nên trên là chân cao là... Trên này tay được không? Này, bó bột. Để mà sửa xương lại sao lại chỗ này mình quét được đủ để sau này chỗ này mình sẽ xử lý cái thuốc chứ không có chỗ này phải thường làm kính làm sao được họ tự để giữ giúp tiêm thuốc dụng đài chứ cây tê cây tê à cây tê rồi mình sao với xương phải thường mà mình xử lý chứ tiếp nhất là mình mai cái vết thương lại cái thương lao rồi đây dạ. Mình sao lại có cái đường
là thuốc sát trùng thuốc đồ gì mình biết ngay chưa? Đó để khỏi làm khỏi vô. Biết rồi. Bó ái là bó bọc rồi. Thằng Bi, những bác sĩ làm việc cho của bạn. Hôm xưa mình lên mình bác được hết. Bác được hết. Cô qua chứ nó thì cô qua chứ nó chứ cô qua nó lát xuống má chả rồi thúc của nó có gì đủ mới đủ rồi nhé. Nếu là con người mình thì chắc xử lý vết thương rửa trước cả mũi rồi mới rút xương. Cho nên là họ họ đàn ốc, họ bán ốc. Nhưng mà bên con vật thì không thể nào có được. Quay nó luôn mặt theo dò xa mấy cái đó. Ba bụng quá liền. Tê rồi. Dẫn tê rồi không bắt bắt ra rồi. Anh sức chịu đựng kinh với mình nó nhắc mắt xỉu rồi. Mình nó gãi rồi. Mà nó không sơn gì. Chứ mình vẫn gãi rồi rồi sơn hết cái chơi dò lên chứ. Chặt cái thương lặng. Bắt đầu rạch rồi chứ. Cái này là chặt rồi. Năm tiếng mê luôn. Cây cây tê luôn à? Cây mê luôn à? À, cây mê luôn. 4 tiếng rồi. Chấm hả? Đó mùa qua tiếng mùa. Bác sĩ đã gây mê. Tiên, cái tê với cái mê luôn. Tê. Tê. Cái mê là không làm ngủ luôn. Bây giờ cho thuốc kháng sinh vô đây các bạn. Dạ. Cậu ơi, coi, coi, coi. Cái này còn ngon nán rồi nè. Cái này còn gọi là những mà thôi, chú đậm là phương nhỏ. Còn cái này dự nhái là mình thảo thật ra, kẹp mình gó lại, có cái ống khác không? Mình gó lại nó rất cứng vậy. Trời ơi, đây nè. Bỏ các ống trai bỏ luôn. Bỏ có thể được. À, bây giờ là chuẩn bị bó bột với chân bị gã đây có bọn. Bữa dài luôn rồi không trông. Cái này cho nghe ăn hột bảo đó Vi. Từ cho nghe. Cái này để nghe ăn hột bảo. Để cho nghe nghe. Qua đường ăn đi. Không. Qua đường ăn đi là không có máu thịt chung. Nó đụng cái chỗ cái vết mình tìm thuốc á. Thank you.
cắt bọc dữ vậy. Ủa vui như vậy, cắt cái vậy. Này chỗ này là có vết thương hở cho nên là bác sĩ cắt pha chỗ bọc này rồi. Nào để ra là sao mình để cho nó thông thoáng. Nào cái chỗ này bạn. Đổ vết thương lây mà trừ tôi đi mà rồi ta biết đâu. Thương đi mà. Gấp biết rồi ta. Đây là pháo khan là phải tổ vết thương mới không sao. Tổ vết thương mới là tổ đấy. Khoét rồi, mình cổ cái này cho. Cổ giống cài rồi. Chứ không làm không làm. Không làm. Đó bó một ca là ngồi đó giữ bơ. Giữ 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 giữ. Thấy thuốc tẹt như vậy đó mới cho. Ồ, tìm tìm dầu kia. Kia. Chữ ngay nhật. Đây đó mà. Co giật. Tiêm thuốc tê để khâu tiếp vết thương hở. Thương là bị chẹt đấy. Đi xuống đây cái mắt còn như này bài gì vậy bài hết đi đi mình nghe cái tao cũng tê luôn chứ gấp nghe tao tê luôn mắt vàng bây giờ đi hà đây. Đến lớp thứ ba cuối cùng cố định cho nó cứng chứ hưu nó không giống như con người mình nó biết giữ thì mà thỏ rồi là nó nhả liền nó gã cái bọc rồi nó đi đừng báo thương chứ không mà đặt báo thương tấm rồi thằng ngọ nên thu quá thằng nội mình nhiều có thằng ngọ một chút ăn ít chứ dạ im thấy thuốc tê rồi đang đấy đang dùng đang xem bơm thuốc mình đưa bao nhiêu đang được cái gì thấy ui thấy kém thấy giờ à còn đấm cái đừng đấm cái này còn đấm cái này này đó bây giờ là sang rồi đó các bạn giờ tiêm thuốc khó sinh nè bó cái nó mày ù tiêm đó quá ù kịch đó cái tàu dính như dưới đất tắt tay vô rồi ừ giữ mà chặn chặn thoát đi là được tắt vô giữ cái cô đây nè nấm cô lên nấm cô rồi nè rồi ok có rửa có biết cái này dẫn rồi có rửa dẫn 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 này cột mà đây để giữ cột ở đây để cho làm những cái con khô cái thương nè cái này không có này không có đó là cái mét yếu yếu. Rồi, đây đây. Xong rồi.
Rồi, đó có giáo luôn. Chụp. Tướng nó ngủ kịch. Bán dính á. Rồi, sao đó bọn. À, đến bây giờ thì cũng đã mai vết thương và băng bọc sang cho con heo các bọn. Thì bây giờ cột dây để cho nó khỏi cử động, nó ảnh hưởng đến cái vết thương nó gãi rồi lẹ. À, đến bây giờ thì có xử lý vết thương và băng bọc cũng đã sang. Anh em từ đi về. Thì nếu các bạn thấy video này nó có gì á, nó hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh nha, ủng hộ cho anh em mình nha. Thì tạm biệt tất cả các bạn.